Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 2.427 m². Trên thửa đất thuộc cây lâu năm chưa có thổ cư, hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2.600 tỷ. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị rẽ trái là liên thông ga đường nhựa khoảng là 300 m. Anh chị rẽ phải là liên thông ga cầu gụ quốc lộ 1A ngã tư Đồng Tâm khoảng là 2 km. Hướng bên đây thì anh chị liên thông về đường nhựa kinh lộ ngang khoảng là 500 m. Con đường này rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe máy và xe ba gác. Ô tô khoảng 4 chỗ là anh chị di chuyển tới vị trí căn nhà vườn của mình nha. Khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban, ngân hàng. Anh chị cách khoảng là 2 km. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là hợp lý nhất nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 36 m, dài là 61 m, đất ở phía sau nở hậu ga là 40 m. Xung quanh đất thì gia chủ đều cấm trụ bê tông gào B40 hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm nha. Trên đất thì gia chủ đang trồng rất là nhiều loại cây ăn trái như là dừa, nhãn, mận và một số bưởi da xanh. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm luôn nha. Em cũng mong cô chú và anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn, để anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Mình tới ngay vị trí cây cột này nha anh chị, là hết ranh giới của mình. Diện tích mặt tiền là 36 m, dài là 61 m. Đất ở phía sau nở hậu ga là 40 m. Phía sau thì cũng có đường kinh tiêu công cộng khoảng là 5 m nha anh chị. Nước ra vào thì rất là thuận tiện để cho anh chị lấy nước để tưới tiêu. Vùng đất này là nước ngọt quanh năm, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị trồng tất cả loại cây ăn trái như là bưởi, sầu riêng và các loại cây ăn trái khác, anh chị đều trồng được luôn. Do chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền, đang phai tiền bên ngoài nên cũng cần bán gấp. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng nha. Thửa đất này thì em thấy cũng tương đối cao gáo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này rất là đẹp để cho anh chị mua về để nghỉ dưỡng và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Để em di chuyển vào bên trong cho anh chị và cô chú tham quan căn nhà vườn này luôn ha. Hiện căn nhà thì có một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và bên hông là không gian nhà bếp. Căn nhà thì gia chủ chưa có trang trí nha anh chị. Dưới nền thì chỉ đổ bê tông thôi. Trên căn nhà thuộc cây lâu năm chưa có thổ cư. Anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú để anh chị lên thổ cư nha. Không gian ở phía trước thì gia chủ dùng cửa là cửa sắt nha anh chị. Để em mở la bàn lên cho anh chị tham khảo. Ở đây thì thửa đất và căn nhà vườn đang quay về hướng chánh tây. Từ thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí căn nhà vườn khoảng là 7,6 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về là 57 km.
Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện. Còn khu vực này là không gian phòng khách của mình nha anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi. Và hai bên hông thì cũng thiết kế hai cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn. Để em mở cuốn sổ ra để cho anh chị và cô chú tham khảo luôn. Ở đây thì thửa đất thuộc ấp 4 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích của mình là 2.427 m². Trên thửa đất thuộc cây lâu năm, mặt tiền của mình là 36m35, dài là 61m. Đất ở phía sau nở hậu ra là 40m nha anh chị. Ở căn nhà và thửa đất của mình rất là đẹp luôn. Do chính chủ đang thiếu tiền bên ngoài nên gia chủ cũng cần bán gấp nha anh chị. Để em di chuyển vào phòng đầu tiên cho anh chị tham quan luôn ha. Căn phòng thì gia chủ chưa có trang trí anh chị, chỉ mới tô thôi. Và bên hông thì cũng có một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng. Còn đây là căn phòng thứ hai. Do chính chủ thì cũng phá cửa rồi anh chị, nên em cũng không mở cửa được. Anh chị cũng thông cảm giùm em ha. Còn khu vực này là không gian nhà bếp. Và bên tay trái thì có nhà vệ sinh. Và bên hông thì cũng có một cái sàn nước nữa anh chị. Để em di chuyển ra phía sau cho anh chị và cô chú tham quan luôn. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông, gào bê nguôi hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm nha. Trên đất thì gia chủ đang trồng rất là nhiều loại cây ăn trái như là dừa, nè, xoài, mận, bưởi, nhãn. Về thì anh chị có thể trồng cây ăn trái thêm. Và đặc biệt hơn là gia chủ có nuôi hai ao cá. Nếu anh chị mình mua thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2.600.000.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị thương lượng giá cả nha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.